Em về đây, em về đây. Ui gì dẹp mình ơi. Đội mình thường thường đá như thế nào anh? Lịch trên trang ấy. Em chưa vào. À. Để em về em xem Minh hỏi thằng Minh. Em xem trình tỏ Minh đi thôi. Tuần sau đã không muộn. Tuần sau nữa đã sớm. Xin người, xin người, xin người. Em đá trên đây đá dưới. Em với Minh ở gần nhà nhau luôn đấy. Đối thế nào Minh đi thì nó bảo em. Vâng. Vâng vâng. Xem mình nó đau cho nó ra. Các bác biết luôn. Em cầm bình xịt đấy cho thể hiện. Năm phút này. Dưới.
Bên kia kìa. Sự chuyển thế. Đưa bóng đi. Chào bóng đi. Bên kia kìa. Điền đi. Bắt bóng quay lại luôn đi, chẳng đi vào. Điền vậy. Sút hiền thôi, có đóng căng. Bên kia kìa, nhà con bên kia. Lấy được nhà con. Ra giữa. Hàm bóng của anh ơi. Đừng như thế anh ơi, mệt lắm. Bên kia kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Biên xanh, biên xanh. Anh Bảo ơi. Đá đi, đá đi. Tốt. Thanh ơi, Thanh ơi, Thanh ơi. Thanh ơi, Văn Tuấn vào sân. Tốt. Thấy người, thấy người, thấy người. Rồi, tốt rồi con ơi. Bình tĩnh này. Nhà bên đây. Nhanh lên. Rồi. Mày chém, mày chém. Mày chém lên điểm vừa Hà Tây. Em vào á. Anh đứng 80 thôi.
15 16 16 40 phút đã. Chuyền mạnh ơi. Anh Đức ơi. Đức ơi. Đá chắc vào. Đội anh còn đá với ai nữa? Bắc Ninh à? Chưa thử lần nào. Ôi dồi ôi chuyền. Chạy tối mát nhỉ? Mát. Mát nhỉ? Về có ngâm gì không? Anh chạy vẫn khỏe phép đi, chạy khỏe không hiệp gì không? Anh Hiệp chạy một lúc là anh đuối à? Anh về sau anh đi Hiệp. Đúng rồi. Ý là túi túi dài ấy, túi cùng túi anh bằng túi Hiệp đúng không? Ừ. Ý giời, chuyện kia không? Chuẩn bị qua đá giải nào, anh đăng ký giải gì? 24 đội à? Dạ. Ừ. Em thấy hợp lý đấy. Dạ. Chưa. Cắt có nhưng mà chưa. Tí nữa, em đi qua đá tí. 8 được kia. Đâu, đang còn trận nữa mà. Bốc Ninh. Đội mình đá xong đội trận này đá với ai nữa? Em về đá xong cho học lên. Đội mình đá xong trận này đá với ai? Đá lại với đội không? Lại đá với đội không? Anh 9 giờ mà. Ý là cho anh em gặp nhau còn chồng. Có đá với đội đi không? Đây, đá Bắc Ninh nhưng mà. Đá Bắc Ninh cũng Bắc Ninh cũng mấy học sinh ấy. Nhưng mà đội mình vừa thua đấy. Thua 2. Thua đấy là cho đội trẻ vào mạnh. Đá trận này cứ đá tiếp đi. Vâng, cứ đá tiếp đi. Cứ đá tiếp. Đây đá, thật đấy. Mạnh gì em? Mạnh hai người đó. Mạnh hai người đó. Vâng, đây là xuất cân. Hà Tây đây chung là đều nhiệt.
Giờ bây giờ đội tuyển team house cũng to khỏe phết. Team house toàn là trẻ. To khỏe. Ừ. Đội mình cũng chế gì? Đội mình là chế, đội hình chế nhất đấy. Hôm nay sao lắm thủ môn mà lên thần đấy. Đá kiểu gì cũng không vào đội nào. Có mỗi đội mình không có thủ môn thôi. Vậy hả? À đúng rồi. Đấy thủ môn Reato mà này. Thủ môn Real Tebo 2 chất lượng không? 2 thủ môn chất lượng. Ba cơ hội có gì bằng. Ai nữa? Mấy con vịt, mấy con vịt 187. Mấy con vịt rồi. Cái con vịt vậy. Nói chung là nó không, nói chung là nó không phù hợp với đội mình. Đây đây đây. Chuyết mà vẹo nó lăn kiểu gì nó bóng trúng người đó. Đá sân B2 anh có tắt. Sân nó. Real Yokohama với Yokohama tụt xài nhiều quá, tụt nhiều quá nên đội cũng nản, kiểu cũng tóm chân này. Ôi giời ơi. Đội Yokohama phải tụt quả khả với cột. Anh nhá, đội anh nhá. Ừ. Thắng hay hòa? Thua. Thua. Tập chứ gì đâu. À, đã tập vui. Nhưng mà tập thì tập nhưng mình cũng phải nghiêm túc. Đúng không? Nghiêm túc. Ừ. Đen. Đen thôi. Mai nghỉ à? Mai đảo. Mai đảo, trưa mai lên anh đá đi. Mấy giờ? Mai đang lấy sân 1 chiều cả. Lấy sân trong ngày 5 chiều, 5 giờ chiều. 5 chiều à? 5 chiều à? Lấy đi, mai. Bây giờ đi chơi, mai em về mà. Không biết làm gì có việc không? Đá đá gì? Đá gì? Đá gì? Em đã bị hữu được rồi, em xin anh nghỉ 2-3 tuần là em đi vào đây là hơi bị hạnh phúc rồi đó. Không có việc vậy, hạnh phúc nhé, anh cho mày nghỉ mà không nghỉ. Thì đấy rồi, thì đúng rồi, em ở nhà em ngứa chân lắm. Uống. Thấy ra thì, em vô vào 15 phút, em cho đến 20 phút. Đi gì đấy? Lên núi đi kính cho đầu quen. Đi mất. Thôi em đi sớm mà. Đang nói chuyện với người ta. Đóng tiền quỹ 1 sen mua bóng rồi này. Tiền sân bao nhiêu? Đá đến bây giờ. Bây giờ thì các... Về nhá. Mà luôn. Nó vừa miếng nhỉ. Cái đồ mà mang vào vừa miếng. Chào mấy ơi, chào mấy. Đây đội ở đây thì bốn tiếng đá chết mẹ luôn. Ai về trước thì về thì chịu đất kìa. Đã chín giờ luôn. Thôi đá mất công đi rồi đi 9 giờ đá về luôn thế. Sân đẹp giờ đẹp. Đá giờ là sướng. Sướng đúng không? Buổi trưa đá mát là nắng vãi. Tuần trước cũng sướng mà kiểu là mình đá nhiều anh em nào không? Tuần trước cũng đá muộn đúng không? Tuần trước đá muộn nhưng mà anh Hiệp không đổi, không mời đối. Mời nhiều toàn là khách quen. Mời mời anh Đức, mấy Đức không đá. Không, bây giờ cũng mời Đức, Đức nó đi chơi. Đức sớm hơn. Đức sớm hơn, phải là đi mua anh không mấy đội anh. Em á. Anh cũng phải sớm đâu. Vậy sắp đi à? Đâu có anh sắp đi sắp sớm. Thấy tôi không? Biết con trai gái chưa? Không. Sao thằng cu à? Là mấy đứa trai anh? Hai à? Nhà này hai trai hai cái à? Có điều kiện thì cứ đi thôi. Mấy nhà chứ nãy này. Giỏi. Nhưng sao bận nhật cũng ngại ngại thế nhỉ? Mình chả mãi mà chưa con nhật cũng đẻ nhiều ấy. Không, tùy thôi, tùy từng nhà đây mình như thế nhá. Đang xin vợ lấy thêm hai con nhật nữa để về cho nó đẻ thành. Mấy đẻ. Được mắn. Ông cha không mắn. Ông chuẩn bị đi đâu thì đỡ phải đi đá gái ngoài đúng không? Năm nay đi đá gái ngoài mà mình cũng phải đi đá bóng nhiều luôn, khỏe quá. Năm xưa toàn cứ tuần đá 4-5 ngày. Đây, em coi em vẫn nhìn như này. Bây giờ thì sợ gì vợ? Anh mày thì mày tiện lấy video. Anh ơi, quyền để bên này thì hỗ trợ nhiều hơn. Lỗ như tự đéo gì? Đợi hỗ trợ em vất vả hơn rồi em. Chưa. Không em, cho hết đi á. Mai anh Hiệp đi đâu? Đi làm. Ủa điếu bên đó mà. Mai đi đó nhỉ. Ông còn đi chơi. Wow. Mai thằng. Mai chỉ cho đi chơi. Thôi chuẩn bị hai thằng vô khuôn thôi. Chuẩn bị hai thằng vô khuôn thôi. Vợ ta mẹ đẻ rồi. Nhưng mà nó bây giờ. Ôi thằng kia không đá nữa. Ai? Phát hết rồi. Cả tay mấy cầu đá hay chứ. Điên nhỉ? Nãy giờ con sọc sang ngang bao nhiêu quả? Nãy giờ bao nhiêu quả? Lại không thông tin đá bác nghệ thuật. Đá đi kiểu cô mới đá thả tay thôi. Mấy giờ hết rồi anh nhỉ? 9 giờ em. Đá đi. Hết giờ cho bên. Đá đi bác Ninh, cũng bác Ninh kiếm thì quên. Chưa biết. Đá bóng choán, lại gặp lại Tom. Gặp lại đá vui. Ai lại đá tiếp. Tô Ba Ma áo đỏ.
Thế đúng không? Đây toàn người mới không? Anh không biết luôn. Thì bọn trẻ mà. Mấy 2 cao mấy, 2 cao 4 hay cao 3 không? Bây giờ mình già rồi. Anh nhờ? Mày đã dưỡng sinh thôi. Mới sang rồi vẫn đang quen cái nhịp ở nhà. Đây, 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 đây. Còn sức này cũng như mình ngày trước thôi. Mình sao mình chạy như trâu, mình hút, mình không sợ chấn thương luôn. Sau mình làm mình biết cái xuống sức ấy. Rồi mày còn giữ đấy chứ đúng không? Anh phù em đúng không? Anh nhờ tao chạy tiếp đi. Thôi chào đi. Đã đuổi nào nữa? Hà Tây nó. Sao đâu là vui. Nãy giờ mình chưa bị thủng lưới đúng không? Ô. Cần đối sức. Ai? Em đã biểu đề em đang nước lại rồi còn. Em đang chạy bình thường mà. Có. Cái gì? Cái gì? No. 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 Em tiếng Anh em không đi thật chứ? Mày đi muộn. Em đã gọi cho anh nhỉ? Em anh thấy gọi đúng 5 giờ kém rồi đó. Sao nhắn tin? Anh dừng lại. Gọi trốn hơn chứ không gọi không trả lời thì. Em đã gọi trốn cho yên tâm rồi. Em đã gọi anh bảo là tàu nó dừng ngay cho gần Mississippi á. Nó bị lỗi gì á. Chứ em đi lúc nào cho đúng giờ. Em không bao giờ đi muộn hết đâu. Nhà gần mà đi muộn gì. Cứ đi phạt một lần nó nhớ. Uống nước cần phạt, anh phạt thì chả thấy nói gì nhỉ? Anh phạt gì? Phạt 2 xe rồi anh. Anh thì anh phạt 2 xe rồi. Ai quá? Anh đang muốn chứ phạt 2 một lần tôi không có rồi. Em làm gì được? Em có điểm danh không? Điểm danh đây lúc lại sao đây? Điểm em có điểm danh cái đâu mà đòi ăn monster. Em đùa anh thôi chứ monster gì. Thật đấy, nhưng chơi vẫn chiếc kèo với điểm danh. Vâng. Cô ta bên đây solo man đi. Gì em thủ tí à? Em mới tốt. Anh để tránh. Anh nhập tắm rồi em về nhá. Em đi nhá. Bạn em kệ em mấy lần bạn rồi. Không. Anh không nhé. Nốt tuần này. Úi trời. Đổ mẹ. Cái gì trời. Phải chứ. Mày kinh nghiệm hơn chuyên nghiệp luôn đấy. Thì nó lao ra tình huống mà. Không phải đâu. Mà đâu. Để chân lên chứ. Em phải được. Phút tốt lắm ạ. Ơi. Ờ về nhá. Ok thằng này. Về ngồi xem mạnh nhờ. Thằng nào về đóng 2 sen kiệt thạt. Tuần này cố gắng chạy vài bữa để cho nó lên lại sức. Chứ em cứ ăn nằm đi làm ấy. Chưa có sức lắm. Mà từ lúc em bị nước cái phòng em bị đuối luôn, bị sốc cái ngực á. Thở không được. Tốt đi được, nó nhiều. Thì đấy, đừng có kêu. Đâu kêu đâu. Bây giờ phải theo cái chế độ của anh hướng dẫn. Ờ, thì bây giờ em bữa nay tuần này đỡ hơn tuần trước là hả? Hơi bị sốc quá. Mọi người chỉ đá 15 phút cho đánh, 25 phút được. Cho em đá thêm tí nữa. Rồi, cãi. Không. Thói quen hư thì. Thì mới được giảm được này. Cái phân phối chỉ được 15 phút thì em. Rồi. Hết rồi nhá. 30 này. Ở bên này có cuối mà lâu thế nhỉ? Đây, bấm đi nha. Ơ, đâu rồi? Đội sân. Con quầy người ta mới nghe chứ. Đây, và giống như vàng. Hết giờ. Anh Đức có đá đâu? Vào đá đi anh Đức ơi. Ai quá. Vào, hàng rào. Nghỉ anh em nghỉ đi. Thôi đang để tôi đang tiếp được, cứ để cho đá. Đá hả? Ừ. Bây giờ cho cô. Thôi đá đi, đá tiếp đi, đá tiếp đi. Đá đi anh ơi. Uống nước. Đá tiếp, đá tiếp. Quẩy đây, quẩy đây. Quẩy đây, ăn mệt chay rồi. Đá thoải mái đi. Mệt như thay. Anh ấy bảo bên họ không biết cái.
Chú An chạy thế kìa. Ừ thì thay đi. Mình giờ thay cho mình, mình ra thế cho. Ừ, cho mình ra. An đã thòng đi. Mình nhờ cho An đá thế. Nghỉ đi. Bóng thôi, bóng sống thì coi như bóng chết đi. Ra đi. À biết được chưa? Ra cái lái. Anh nhập vào đây ra. Anh nhập. Hai bên bên chị ra mà lấy chưa? Chạy nha. Rồi, đội là cho mà không biết. Tu xì đi, tu xì. Đứng rồi, tu xì. Em luôn anh ơi. Ngồi đi. Bắn luôn bạn. Đây, tốt. Thế được rồi, thế được rồi. Nào đá đi. Sắp về rồi, 8 người. Bên này đóng tiền vào mua bóng đi. 3 mua về mà mua ra mà cái sức bình thường nhưng cái sức như thế xong rồi bóng vào thì không ý thức được. Không chưa. Cứ 3 thằng là một quả bóng. 3 thằng chung kèm một quả bóng. Bảo, Minh. Đấy thằng Quy An mới được. 3 anh em chung một quả bóng sau đi thì mang đi. Độ có bóng riêng nhưng mà sẽ không. Em đang cầm một quả đây. Ta không mang đúng không? Mang gì? Không. Xong. Đằng đá cái bóng em đang cầm đằng đá đây. Em cầm ra. Con anh đi thu bóng rồi Minh đi con anh. Bóng mình đâu bóng. Mày chưa đi luôn, chưa bóc kiếm luôn. Vừa chân. Vừa chân. Mềm. 41 rồi hả? Chào thù chào bên mà chú ơi. Thù thì cứ cười lên, cười tươi lên. Trực tiếp anh ơi. Trực tiếp truyền hình VTV3. Cười. Anh Hiệp Vũ mang đây làm gì á? Về có việc tí. Cười này Dương. Cái hang rộng mây mà nó khiếp được. Bắt cái bài Minh Tân ơi, cầm cho anh quả bóng nha.
cầm anh có bóng ấy, tuần sau anh cầm cho. Anh đi bây giờ anh đi có việc thế anh không cầm bóng được. Cầm cho anh. Không phải đi đi chơi nha, em bắt đầu cầm bóng. Đâu đi lên Yoko kìa. Không, mai được nghỉ. Được nghỉ thì đứng đây quay cho anh em đánh chín giờ là về. Hẹn thì nghỉ luôn đi, ai cho ra sân làm gì nữa. Báo được còn gì nữa. Cứ lý do cứ tuần nào cũng báo, tuần trước cũng tuần trước lúc nào? Tuần trước nữa. Đâu nhưng mà em lúc nào em đã hết giờ về mà. Tôi về đấm cái uống nước luôn ngoài kia. Chưa nào về sớm đúng không? Anh tôi nào cũng về sớm cả. Tổng phá cái mặt rồi, tôi nào tao cho uống nước rồi. Anh tôi là anh cũng về sớm nha. Ủa? Cái hôm nhậu anh trở về sớm à? Này, hôm nhậu khác, hôm nhậu là nhậu rồi. Nhậu mất mấy tiếng rồi phải về. Đây này. Em đang báo cho anh. Anh bỏ cái thẻ lên trên kia cho em. Anh đi muộn có 2 5 giờ 2 phút anh sân thẻ hai xin. Anh đi muộn đó. Ờ, tôi đến sớm nha, đợi mấy thằng này này. Để đợi để vé đi cho. Em ơi. Đây. Đâu hãng anh ạ? Làm gì đâu hãng? Còn sao là Bảo này? Bảo với Minh. Sao? Với em mới một quả báo. Minh này, Minh Quân. Không, một báo anh. Quân cầm anh có bóng nhá. Ừ. Có anh cầm nữa. Tùy thích bóng thì cũng được, nhưng để cho tự quản lý chứ. Mua bao nhiêu bóng này em? Bây giờ không biết bóng ai cầm. Này mất à? Chả biết luôn. Hai quá rồi mới mua sao mới vừa mua sao đã được một hôm sao không biết ai cầm mất luôn. Quả nào? Quả anh ngã mua ra hả? Quả đấy một quả sang đây với một quả đỏ. Không, cái quả anh mua hai quả động ngực đấy. Có một quả World Cup tay lên trên kia mà. Không lấy được. Nó sang cái máy bên kia không lấy được. Đau đầu gối bây giờ. Em
đưa cho ông thủ quỹ. À, đây, cho em. Rồi em đánh mấy giờ? Để Minh. Chạy màu gần đây rồi. Chạy gần đây đã chín đầu này. Trời thì mát. Em biết bao nhiêu tiền? Tên là gì anh nhỉ? Cố. Lâu mới thấy mặt. Chân đau anh. Chân Vinh chân này. Ok. Thái á. Mày đâu? Đi gì á? Đi đâu á? Đi muộn đóng cái sạc chưa? Về sớm phải đóng được. Về sớm đóng cái sạc chưa? Ô, cái. Anh gọi gọi anh không được trả lời. Thành ơi, sau nhớ nha. Đây đây đây. Anh nghe mà về. Đấy, nó quả bảo thay là 4 kim cương. Mệt nhỉ. Đá hay dòng nước em ơi. Cháu dòng nước. Cái quả là để làm gì? Thành người. Xong quá đi. Ui giời ơi. Bắn quả khí thế. Bóng cũng không nhận ra ngoài như bảo nhỉ. Ai mà hỏi chết. Ôi giời. Cẩn thận bắn đấy. Bảo luôn đấy. Đái ra uống nước em ơi. Thay người ra tàu đi cu ơi. Uống nước em ơi. Tàu. Về nhà Bảo ngủ không? Bảo ngủ. Em về. Mai nghỉ mà. Ừ, mai nghỉ thoải mái. 10 giờ về cũng được. Tàu vấn đề với tàu ấy. Đây tàu mai giờ 9, 10 giờ vẫn có mà. Vấn đề là ở trên nông thôn thì ít tàu, hiểu không? Ít không? Đi tiếp đi thẳng, đi thẳng. Tàu, tàu ở đây. Đây là anh em. Bỏ đi, nhả ra cái. Ông Tân, ở đây cũng bay người. Bay nó có gôn đi. Nó vào mắt là quả đấy như anh bỏ. Thủ môn nó phải vậy. Ông em từ đến bắt đến đập thủ muống em. Ai kèo nước đội mình bây giờ bắt đầu đến là đội kịp không còn sức để đá rồi. Quay nát gì rồi. Đây, cái khoảng là... Đây, đây rồi. Ôi, anh em uống nước, anh em mình giết nhau. Kèo nước nha. Kèo...